từng một lần tổ chức hôn lễ hoành tráng nhưng ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ thoại Mỹ không còn mặn mà với chuyện kết hôn, dù đã tìm được người chia sẻ ngọt bùi. Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Do nhà có 12 anh em nên ngay từ nhỏ, chị phải chật vật bươn trải với cuộc sống, đi bán khoai bán bắp bưng bê hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Thậm chí, có khoảng thời gian, cô bé Ngọc Mỹ còn phải đi ở đợ. Do có chị gái là nghệ sĩ cải lương nên sau những giờ lao động vất vả, cô bé Ngọc Mỹ thường lân là tới dạp xem. Một hôm, đoàn hát của người chị gặp sự cố, cô bé đóng vai sầu riêng không tới. Mọi người hốt hoảng tìm kiếm vì sắp đến giờ diễn. Có người chợt nhìn thấy Ngọc Mỹ và nảy ra ý định mời cô bé thế vai. Không ngờ, ngay khi hát những khúc đầu tiên, cô bé gầy gò, đen nhẻm ấy lại chinh phục được các nghệ sĩ trong đoàn. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đến với thoại Mỹ một cách tình cờ như thế ở tuổi 11, rồi Ngọc Mỹ được gia đình gửi đi học hát trong suốt 2 năm. 13 tuổi cô bé đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của nhà hát trần hữu trang cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như kim tử long ngọc huyền tô châu thùy trang chỉ ít năm sau đó cô thiếu nữ đã được nhiều người biết tới với nghệ danh thoại mỹ nữ nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và khiến khán giả ấn tượng đặc biệt với những vai đào lẳng thời kỳ cải lương hương thịnh thoại Mỹ có thể dễ dàng kiếm được 4 đến 5 triệu đồng đêm, tương đương hơn một cây vàng lúc bấy giờ. Sự nghiệp sáng trói nhưng đường tình duyên của thoại Mỹ lại rất gập ghềnh. Mối tình đầu của chị là Kim Tử Long. Họ yêu nhau khi còn theo học tại trường Trần Hữu Trang. Bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý thoại Mỹ, đã nhận cô làm con. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hai người đi theo các đoàn hát khác nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Không thể duy trì tình yêu, họ vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết, vẫn kết hợp ăn ý với nhau trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu. Thoại Mỹ từng kết hôn một lần. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 10.000 quan khách. Nhiều người nhận xét, đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh thẩm thúy hằng về mức độ hoành tráng tuy nhiên thoại mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết rất may chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời sau khi chia tay người chồng đầu tiên thoại mỹ từng đính hôn thêm hai lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn chị tìm được niềm hạnh phúc bên một người đàn ông ở hải ngoại nhưng dù người đàn ông này nhiều lần dục kết hôn vết thương lòng ngày trước khiến chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu chị chỉ mong hai người mãi là tình nhân thoại mỹ từng tâm sự trên truyền thông điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con tuy vậy chị hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả và được mọi người trân trọng thương yêu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại